Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Sau khi hai con trai của Aaron chết trong lúc đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, thì Ngài phán cùng Môi-se mà rằng: Hãy nói cùng Aaron anh ngươi, chớ và luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e người phải chết chăng? Vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân. Này, Aaron sẽ vào nơi thánh như vậy. Người phải vắt một con bò đực tơ dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ mặc áo lá trong thánh bằng vải gai, thân dưới mặc một cái quần bằng vải gai, thắt một đai bằng vải gai và đội trên đầu một cái mão bằng vải gai. Ấy là bộ áo thánh mà người sẽ mặc lấy khi đã tắm mình trong nước. Do nơi hội chúng Israel, người sẽ bắt hai con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực dùng làm của lễ thiêu. Aaron sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội, và người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Kế đó, người phải bắt hai con dê đực đem để trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc. Đoạn, Aaron bắt thăm cho hai con dê đực, một thăm về phần Đức Giê-hô-va, một thăm về phần A-sa-sên. Aaron sẽ biểu dẫn con dê đực bắt thăm về phần Đức Giê-hô-va lại gần và dâng nó làm của lễ chuộc tội. Còn con bắt thăm về phần A-sa-sên sẽ để sống trước mặt Đức Giê-hô-va để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng, đặng nó về A-sa-sên. Vậy, Aaron sẽ dâng con bò tơ mình là con sinh tế chuộc tội, giết nó làm lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. Đoạn, lấy lư hương đầy than hực đỏ trên bàn thờ trước mặt Đức Giê-hô-va và một vốc hương bột mà đem vào phía trong bức màn. Người phải bỏ hương trên lửa trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho ngọn khói hương bao phủ nắp thi ân ở trên hòm bảng chứng, thì người không chết. Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rải trên nắp thi ân về phía đông và rải 7 lần về phía trước nắp thi ân. Đoạn, người giết con dê đực dùng về dân chúng làm của lễ chuộc tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn, dùng huyết con dê đực đó cũng như đã dùng huyết con bò tơ, tức là rải trên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy. Người vì cớ sự ô uế, sự vi phạm và tội lỗi của dân Israel phải làm lễ chuộc tội cho nơi thánh và cho hội mạc ở giữa sự ô uế của họ. Khi thầy tế lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc. Vậy người sẽ làm lễ chuộc tội cho mình, cho nhà mình và cho cả hội chúng Israel. Đoạn, người ra đi đến bàn thờ ở trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người lấy huyết con bò tơ đực và con dê đực bôi chung quanh những sừng của bàn thờ, rồi dùng ngón tay rải huyết 7 lần trên bàn thờ, làm cho bàn thờ nên sạch và thánh vì cớ những sự ô uế của dân Israel. Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia. Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Israel ra nơi hoang địa. Aaron sẽ trở vào hội mạc, cởi bộ áo bằng vải gai mình đã mặc đặng vào nơi thánh và để tại đó, rồi lấy nước tắm mình trong một nơi thánh, mặc áo lại, đi ra dâng của lễ thiêu về phần mình và của lễ thiêu về phần dân chúng, đặng làm lễ chuộc tội cho mình và cho dân chúng. Người cũng phải lấy mỡ của con sinh tế chuộc tội mà xông trên bàn thờ. Người nào dẫn con dê đực về phần A-sa-sên phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, đoạn mới sẽ được vào trại quân. Nhưng người ta phải đem ra ngoài trại quân con bò tơ đực
và con dê đực đã dâng lên làm của lễ chuộc tội, mà huyết nó đã đem vào trong nơi thánh đặng làm lễ chuộc tội. Rồi phải lấy da, thịt và phấn của hai thú đó mà đốt trong lửa. Kẻ nào đứng đốt phải giặt quần áo mình, tắm mình trong nước, đoạn mới được vào trại quân. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi. Đến mùng 10 tháng 7, các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bản xứ hay là kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi. Vì trong ngày đó, người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch. Chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy. Ấy sẽ là một lễ sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình. Đó là một lễ định đời đời vậy. Thầy tế lễ đã được phép sức dầu và lập làm chức tế lễ thế cho cha mình, sẽ mặc lấy bộ áo vải gai, tức là bộ áo thánh mà làm lễ chuộc tội. Người sẽ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, cho bàn thờ, cho những thầy tế lễ và cho cả dân của hội chúng. Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Israel, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng. Ấy sẽ là một lễ định đời đời cho các ngươi vậy. A-rôn làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Chương 17. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng A-rôn, các con trai người và cùng cả dân Israel rằng: Này là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: Nếu một người nam trong nhà Israel giết một con bò, một con chiên con hoặc một con dê trong trại quân hay là ngoài trại quân, chẳng đem đến cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va trước đền tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người. Người đã làm đổ huyết ra nên sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Ấy, hầu cho dân Israel lấy của lễ mình giết ngoài đồng dẫn đến thầy tế lễ trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa hội mạc đặng dâng lên làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Dân Israel cũng chẳng nên dâng của lễ mình cho ma quỷ nữa, mà thông dâm cùng nó. Điều này sẽ là một lễ định đời đời cho họ trải qua các thế đại. Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: Phàm người nào trong vòng dân Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ dâng một của lễ thiêu hay là một của lễ chi mà chẳng đem đến tại cửa hội mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị trút khỏi dân sự mình. Phàm người nào của nhà Israel hay là kẻ khách kiều ngụ giữa họ ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, trút nó khỏi dân sự mình. Vì sinh mạng của xác thịt ở trong huyết, ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình. Vì nhờ sinh mạng mà huyết mới chuộc tội được. Bởi cớ đó ta phán cùng dân Israel rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết, kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. Còn nếu ai, hoặc dân Israel hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra rồi lấy bụi đất lấp lại. Vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, trong huyết có sinh mạng. Bởi cớ ấy ta đã phán cùng dân Israel rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác thịt nào, vì sinh mạng của mọi xác thịt ấy là huyết nó, ai ăn sẽ bị trút diệt. Hễ người nào hoặc sinh đẻ tại xứ hoặc kẻ khách ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần áo mình, tắm trong nước, bị ô uế đến chiều tối, đoạn được tinh sạch lại. Còn nếu người không giặt quần áo và không tắm thì sẽ mang tội mình. Chương 18. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ê-díp-tô là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an là xứ ta dẫn các ngươi đi đến. Chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta. Người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà con mình đặng cấu hiệp. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ cấu hiệp cùng mẹ mình, bằng cấu hiệp tức làm nhục cho cha mình.
chớ cấu hiệp cùng kế mẫu, bằng cấu hiệp ấy làm nhục cho cha mình. Chớ cấu hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sinh tại trong nhà, hoặc sinh ở ngoài. Chớ cấu hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho mình. Chớ cấu hiệp cùng con gái của kế mẫu bởi cha mình sinh ra, vì là em gái ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của cha ngươi, vì là cốt nhục của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng chị em của mẹ ngươi, vì là cốt nhục của mẹ ngươi. Chớ cấu hiệp cùng bác gái hay thím ngươi, bằng cấu hiệp ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. Chớ cấu hiệp cùng dâu ngươi, vì là vợ của con trai mình. Chớ cấu hiệp cùng chị dâu hay em dâu người, nếu cấu hiệp ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy. Chớ cấu hiệp cùng một người đàn bà luôn với con gái của người đàn bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu hiệp cùng họ. Chúng nó đều là cốt nhục gần, làm vậy ấy là một việc ác dục. Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đang khi người còn sống, e khi sanh ghen tương. Trong lúc người nữ có kinh nguyệt, chớ đến gần mà cấu hiệp. Chớ nằm cùng vợ người lân cận mình mà gây cho mình bị ô uế với người. Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Moloch, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Chớ nằm cùng một người nam nhưng người ta nằm cùng một người nữ, ấy là một sự quái gớm. Chớ nằm cùng một con thú nào mà gây cho mình bị ô uế với nó. Một người đàn bà chớ nằm cùng thú vật nào, ấy là một sự quái gớm. Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô uế. Bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô uế vì cớ làm các việc đó. Đất vì chúng nó mà bị ô uế, ta sẽ phạt tội ác nó, đất sẽ mửa dân nó ra vậy. Còn các ngươi, hoặc dân bản xứ, hoặc kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật pháp và mạng lệnh ta, đừng làm một trong những điều quá gớm này. Vì những điều quá gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm, và đất vì cớ đó phải thành ô uế. Vậy, chớ làm đất thành ô uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư trú tại xứ trước các ngươi chăng? Vì phàm ai làm một trong những điều quá gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân sự mình. Thế thì các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói tục gớm ghiếc nào đã làm trước các ngươi. Và các ngươi chớ vì các thói tục đó mà gây cho mình ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Thư Philip chương 3. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8, về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã có sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài,
và sự thông công thương khó của Ngài. Làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã vực giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu. Nhưng tôi đương chạy hầu cho vượt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vượt lấy rồi. Hỏi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó. Và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Hỏi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Chương 4. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỏi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có dịp tiện. Không phải là tôi muốn nói đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em, chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta
đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Jesus Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Xê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jesus Christ ở trong lòng anh em. Thi thiên thứ 22. Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhưng sao Ngài đứng xa không giúp đỡ tôi và chẳng nghe lời rên xiết tôi? Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi kêu cầu ban ngày nhưng Chúa chẳng đáp lại, ban đêm cũng vậy, song tôi nào có được an nghỉ đâu. Còn Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Tổ phụ chúng tôi nhờ cậy nơi Chúa, họ nhờ cậy Chúa bèn giải cứu cho, họ kêu cầu cùng Chúa và được giải cứu. Họ nhờ cậy nơi Chúa không bị hổ thẹn. Nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: Người phú thác mình cho Đức Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ, khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi. Từ trong tử cung tôi đã được giao cho Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời tôi từ khi tôi lọt lòng mẹ. Xin chớ đứng xa tôi, vì sự gian truân tôi hầu gần, chẳng có ai tiếp cứu cho. Có nhiều bò đực bao quanh tôi, những bò đực hung mạnh của Ba-san vây phủ tôi. Chúng nó há miệng ra cùng tôi, khác nào sư tử hay cắn xé và gầm hét. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sáp tan ra trong mình tôi. Sức lực tôi khô như miếng gốm và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Chúa đã để tôi nằm trong bụi tro sự chết vì những chó bao quanh tôi, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lũng tay và chân tôi. Tôi đếm được các xương tôi. Chúng nó xem và ngó chân tôi. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đức Giê-hô-va ơi, chớ đứng xa tôi. Hỡi đấng cứu tiếp tôi ơi, hãy mau mau đến giúp đỡ tôi. Hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi gươm và mạng sống tôi khỏi loài chó. Hãy cứu tôi khỏi họng sư tử, từ các sừng của trâu rừng. Chúa đã nhậm lời tôi. Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho anh em tôi và ngợi khen Chúa giữa hội chúng. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Ở hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Vì Ngài không khinh bỉ, chẳng gớm ghiếc sự hoạn nạn của kẻ khốn khổ, cũng không giấu mặt Ngài cùng người. Nhưng khi người kêu cầu cùng Ngài thì bèn nhậm lời. Sự ngợi khen của tôi tại giữa hội lớn do Chúa mà ra. Tôi sẽ trả xong sự hứa nguyện tôi trước mặt những kẻ kính sợ Chúa. Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê. Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài. Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lại trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lại. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thế bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Chúa. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn.
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.